Tuổi thơ tôi nhiều màu sắc như những cây chìm màu. Tôi không nhớ rõ là khi nào, nhưng mẹ là người tặng món quà đầu tiên cho tôi. Đó chính là hộp bút chì màu gồm 10 cây. Tôi sướng phát điên lên được, lấy màu ra vẽ. Đỏ, vàng thường là màu tôi yêu thích, và tôi ghét màu xám, chẳng vì lý do gì đặc biệt cả. Tôi thường vẽ viền bằng bút chì trước tiên, và rồi tô màu bên trong hình vẽ bằng chì màu. Có những lần tôi tô màu bị lem ra ngoài. Xe đua, tên lửa, máy bay thường nằm trong danh sách ưu tiên của tôi, những thứ có thể mang tôi đi nhanh. Trong chớp mắt, những cây viết chì không còn nhọn đầu, không còn phân biệt được vì lớp sơn ngoài đã bị trầy, màu sắc lẫn lộn. Tôi luôn luôn kết luận rằng tất cả màu sắc trên đời này đều nằm trong hộp chì màu, và tuổi bút màu tuyệt diệu đã khiến cho thế giới bé nhỏ của tôi quá hoàn hảo. Cho đến ngày tôi mang hộp chì màu đến lớp trong một cuộc thi vẽ. Ngày tôi chạm trán trực tiếp với một nửa còn lại của thế giới, tôi thấy chúng bạn mang tới cuộc thi những hộp chì màu 20-30 cây, những chiếc hộp có màu đồng đỏ, đỏ tía, màu cam và rất nhiều màu tôi không có. Mặc dù hộp chì của tôi thiếu nhiều màu sắc, nhưng tôi nghĩ không sao, tôi đã có những màu rực rỡ nhất rồi. Tôi thấy tụi bạn vẽ phác họa thật điêu luyện với những gì chúng có, và tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như cây bút chì nhợt nhạt, vô ích và không hiệu quả. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Đứa bạn với hộp bút chì nhiều màu hơn hỏi mượn tôi cây chì màu xám và xanh lá cây vì cây của nó bị gãy. Màu xám, tôi đang băn khoăn. Rồi như cái máy, tôi đưa cho đứa bạn. Nó hòa chung với một sắc đỏ, tẩy tẩy bằng tay lên bức vẽ, tạo nên một cái bóng rất tuyệt. Bức hình tuyệt vời đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy mình như một cây chì khác mới lạ trong hộp màu mà mới chỉ được sử dụng. Nhưng tôi đã giúp cậu bạn. Xám có vẻ thậm chí không phải là lựa chọn cuối cùng tôi dùng đến. Tôi để nó một góc trong hộp màu và chưa bao giờ sử dụng. Cây chì xám vẫn mới nguyên và nhọn, và rốt cuộc lại làm nên chuyện với một người khác vào đúng lúc. Khuôn mặt thằng bạn đầy sung sướng khi nó trả lại hai cây chì màu với nụ cười tỏa nắng. Bài học ở đây là gì? Có những lúc, thậm chí những thứ không đẹp và ít được sử dụng của bạn lại trở nên có ích với một ai đó tình cờ và đúng lúc. Có thể bạn không bao giờ là màu sắc được ưa chuộng đối với người khác, nhưng một ngày nào đó sẽ đến lúc họ cần bạn để tạo nên một tuyệt phẩm. Và như thế, bạn trở thành một cây chì màu tô thêm sắc màu cho nụ cười của ai đó. Đôi khi, những người đã trải qua nhiều giông bão cuộc đời thường mất rất nhiều thời gian hơn để tìm được con đường của mình, bởi vì sự nhạy cảm của họ là con dao hai lưỡi. Trong cùng của nó là sức mạnh chống trả lớn, nhưng lại dễ tổn thương hơn trước những nỗi đau cuộc đời. May là tâm hồn con người không có khái niệm về giới hạn cuối cùng. Tôi lái xe đã 30 năm nay, nhưng vẫn luôn nhớ về lần đầu tiên tôi cầm vô lăng, như chỉ mới hôm qua đây thôi. Mẹ tôi lái chiếc Plymouth màu xanh, rẽ vào một con đường hẹp và đổ lại. Con đường chỉ có một làn, và ở một bên có một bức tường bằng đá cũ. Nhưng mẹ biết hôm đó khó xảy ra kẹt xe. Mẹ cười, đưa tôi chiếc chìa khóa và ngồi bên cạnh tôi. Rồi mẹ nói tôi thử khởi động, rồi nhấn ga nhẹ, quá phấn khích. Tôi không hiểu thế nào là nhẹ. Tôi nhấn mạnh và chiếc xe vọt lên. Và trước khi bẻ lái, tôi nghe tiếng két của kim loại cọ vào bức tường đá. Tôi dừng xe và nhìn sang mẹ. Mặt mẹ tái xanh và tay thì run lập cập. Mẹ từ từ mở cửa và nhìn vết xước dọc theo xe. Và rồi mẹ im lặng đi vòng qua phía cửa người lái. Tôi chờ mẹ la, nhưng mẹ chỉ thở dài và nói: "Hôm nay vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ thử lại vào ngày mai nhé." Nghĩ về hôm ấy, tôi vẫn còn ngạc nhiên về sự nhẹ nhàng và kiên nhẫn của mẹ khi tôi làm mẹ sợ, làm hư xe của mẹ, và có khi còn khiến cho tóc mẹ bạc thêm. Nhưng mẹ đã tha thứ cho tôi và tiếp tục dạy tôi lái xe. Mẹ cho tôi thấy ví dụ tuyệt vời về tình yêu thương và sự bao dung. Nhiều năm sau đó, tôi phạm lỗi này qua lỗi khác. Tôi thường thấy mình không đáng được tha thứ, nhưng lần nào tôi cũng nghe giọng nói nhẹ nhàng của mẹ:
chúng ta sẽ thử lại vào ngày mai. Bài học ở đây là gì? Khi bạn vấp ngã, đừng nằm yên. Hãy đứng dậy và nhớ rằng bạn luôn được yêu thương. Hãy đứng dậy và chia sẻ tình yêu của mình, dù là nhỏ nhất, cho người khác. Hãy đứng dậy và thử lại vào ngày mai. Mọi việc bạn làm đều phụ thuộc vào chọn lựa của bạn. Đừng đổ lỗi cho cha mẹ, những mối quan hệ trước đây, công việc, nền kinh tế, thời tiết, dịch bệnh, tranh cãi hay tuổi tác. Bạn và chỉ có bạn mới là người chịu trách nhiệm về mọi quyết định và sự lựa chọn của chính mình. Ở trường, hãy luôn là trò ngoan, là bạn tốt, lọt vào danh sách những học sinh giỏi. Ở nhà, dậy đúng giờ, hoàn thành rốt ráo việc nhà, đi ngủ trước 9:30 tối. Ở sở làm, luôn trước hạn và đôi khi làm nhiều hơn việc được giao. Chà, nghe hoàn hảo quá phải không? Nhưng liệu bạn có được như thế? Tôi cảm thấy nếu bạn chưa nếm mùi thất bại, bạn sẽ không thật sự thành công. Bởi vì thất bại dạy cho chúng ta đối diện với mọi tình huống và vươn lên cao hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Nếu như bạn chưa dại khờ, bạn không thể nào chín chắn. Ai trong chúng ta đều biết câu: chỉ làm việc mà không có giải trí thì không tốt. Bạn không cần phải coi trọng những ngày hoàn hảo, mà nên yêu quý chút dại khờ đủ để khiến bạn thấy rằng ngày đó quá hoàn hảo nên không thể quên được. Nếu như bạn chưa từng là một tên ngố, thì bạn sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được hết lời khen tặng cho một người hoàn hảo. Jodi Picoult đã từng nói rằng anh hùng không phải là người vượt qua những tòa nhà cao nhất hay dùng tay ngăn đạn. Họ không mang giày ống và áo choàng, họ bị chảy máu, họ bị bầm tím, và năng lực siêu nhiên của họ đơn giản chỉ là lắng nghe hay yêu thương. Anh hùng là những người rất bình thường, hiểu rằng thậm chí khi cuộc sống của họ đang rối mù thì họ vẫn có thể gỡ rối cho người khác. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Chúng ta không cần câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. Sau đây là một câu chuyện minh họa. Khi một người đàn ông biết mình sắp chết, ông ta thấy Thượng Đế tới gần mình, tay xách một chiếc vali. Này ngươi, đã đến lúc phải đi rồi. Sao lại sớm vậy ngài? Tôi còn nhiều kế hoạch chưa thực hiện. Ta xin lỗi, nhưng đã đến lúc. Dạ, ngài mang gì trong vali vậy? Đồ đạc cá nhân của ngươi. Đồ đạc của tôi à? Ý ngài muốn nói là quần áo, tiền bạc của tôi? Những thứ đó chưa bao giờ thuộc về ngươi, chúng thuộc về trái đất. Có phải ký ức của tôi không? Không, cái đó thuộc về thời gian. Người đàn ông lại tiếp tục hỏi Thượng Đế: có phải tài năng của tôi không? Không, chúng thuộc về hoàn cảnh. Có phải là bạn bè và gia đình tôi không? Không, họ thuộc về con đường ngươi đã qua. Có phải vợ con tôi không? Không, họ thuộc về trái tim ngươi. Vậy hẳn là thân xác tôi đây? Không, không, nó thuộc về cát bụi. Vậy chắc chắn là hồn tôi. Ngươi hoàn toàn sai lầm, buồn thay. Hồn ngươi thuộc về ta. Người đàn ông nước mắt đầm đìa và đầy vẻ sợ hãi. Ông ta nhận cái vali từ tay Thượng Đế và mở ra. Trống không, cõi lòng tan nát, nước mắt lăn dài. Ông hỏi Thượng Đế: tôi không có gì ư? Thượng Đế đáp: đúng vậy, ngươi không có gì cả. Vậy ư? Vậy cuối cùng tôi có được gì? Khoảnh khắc, mỗi khoảnh khắc trôi qua là của ngươi. Cuộc đời là một chuỗi tập hợp những khoảnh khắc. Cho nên hãy sống, hãy yêu, hãy tận hưởng cuộc đời này khi còn có thể. Hãy tận hưởng và sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, ngay tại thời điểm này và ngay tại đây. Kovi Biakolo đã từng nói rằng yêu thương bản thân cũng đẹp như một mối tình. Điều đó dạy ta biết cười vào những khuyết điểm cũng như những thói quen kỳ quặc của mình. Điều đó dạy ta biết quý trọng mọi đức tính của mình: tự tin, xuẩn ngốc, ngại ngùng, quyến rũ,
xấu xí, nóng nảy, khác thường và mọi thứ khác. Điều đó ghi nhận rằng bạn là duy nhất và bạn xứng đáng thể hiện con người tốt nhất của mình cho mọi người thấy. Yêu thương bản thân là hạnh phúc với cuộc sống và hiểu rằng lúc này đây, bạn đẹp đơn giản chỉ vì bạn là chính bạn. Hãy là người dẫn đường cho hành trình của bạn. Nghĩ, tôi có thể thường xuyên hơn. Bước từng bước nhỏ về hướng cuộc đời bạn muốn sống. Biết ơn những gì mình đang có. Thôi không nghĩ về những thứ mình không có. Hãy chia sẻ lòng yêu thương một cách chân thành và hào phóng. Chia tay một số người và chào đón nhiều người khác. Đừng đứng núi này trong núi nọ. Biết dấn thân mạo hiểm hơn. Nhanh chóng và thường xuyên vượt ra khỏi ranh giới của vùng an toàn để có một cuộc sống trọn vẹn hơn. Nếu như bạn nhận thấy rằng tử tế với người khác chẳng đem lại gì cho mình ngoài việc bị chối bỏ hoặc tổn thương, thì hãy đừng để kiểu suy nghĩ như vậy làm bạn thay đổi con người thật sự của mình. Nếu bạn là người chín chắn và làm những điều tốt đẹp, đừng dừng lại chỉ vì người khác không nhìn ra được sự tử tế nơi bạn. Cách họ phản ứng hoặc họ không đáp lại là chuyện của họ, không phải của bạn. Bạn đừng thay đổi. Chính họ mới cần sự đổi thay. Hãy giữ con người tử tế bên trong bạn. Theo Bridget Nicole. Bà lão 92 tuổi, nhỏ nhắn, gọn gàng, sáng nào trước 8 giờ cũng ăn mặc chỉnh chu, với mái tóc uốn hợp thời và gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Thậm chí mắt bà gần như không thấy gì cả. Chuyện tới nhà dưỡng lão hôm nay, người chồng đã đi cùng bà 70 năm, vừa mới qua đời, bà cần phải chuyển tới đây. Sau nhiều giờ ngồi chờ kiên nhẫn ở sảnh nhà dưỡng lão, bà mỉm cười nhẹ nhàng khi được thông báo phòng của bà đã sẵn sàng. Khi bà điều khiển khung hỗ trợ đi lại tới phía thang máy, tôi chỉ cho bà bản hướng dẫn về căn phòng của bà, kể cả những tờ giấy có đục lỗ được treo trên cửa sổ. Tôi thích căn phòng. Bà biểu lộ với niềm phấn khởi của đứa bé lên 8 được cho một con thú bông. Bà chưa nhìn thấy phòng mà, bà đợi cháu tí nhé. Cũng đâu có ảnh hưởng gì, bà đáp. Hạnh phúc là điều cháu quyết định trước cả khi nó đến. Ta thích căn phòng hay không, không phải vì đồ gỗ được bày biện thế nào. Nó đã hiện sẵn trong đầu ta, và ta quyết định là ta sẽ thích nó. Đó là quyết định ta thực hiện mỗi sáng thức dậy. Ta có một lựa chọn. Ta có thể nằm nguyên ngày trên giường, tính từng rắc rối đang có với các bộ phận trong cơ thể mà không còn hoạt động, hoặc ra khỏi giường và cảm ơn những bộ phận còn hoạt động. Mỗi ngày là một tặng phẩm. Ngày nào chưa nhắm mắt là ngày đó ta luôn để tâm vào ngày đang tới và những ký ức đẹp. Bà tiếp tục giải thích. Tuổi già như tài khoản ngân hàng, cháu rút ra từ những gì cháu đóng góp vào. Vì vậy, ta khuyên cháu nên đóng thật nhiều hạnh phúc vào tài khoản ngân hàng ký ức. Cảm ơn sự đóng góp của cháu vào ngân hàng ký ức của ta, ta vẫn tiếp tục đóng vào tài khoản. Bà mỉm cười rồi nói tiếp. Hãy nhớ năm nguyên tắc đơn giản để được hạnh phúc sau đây. Giữ con tim khỏi hận thù, để đầu óc không âu lo. Sống giản dị, cho nhiều hơn, mong đợi ít hơn. Cuối buổi học của học sinh lớp 7, cô giáo yêu cầu các học sinh viết xuống danh sách 7 kỳ quan thế giới. Tất cả đều có đáp án gần giống nhau, ngoại trừ một em học sinh viết rằng em nghĩ 7 kỳ quan của thế giới là chạm, nếm, nhìn, nghe, cảm nhận, cười và yêu thương. Cả lớp bỗng im lặng, có thể nghe cả tiếng chiếc ghim rơi xuống. Hy vọng câu chuyện này sẽ là lời nhắc nhở với tất cả chúng ta rằng những gì ta tìm kiếm càng đơn giản, càng đời thường thì lại càng tuyệt vời nhất. Và chúng ta không phải đi tới tận nơi đặc biệt nào đó để trải nghiệm chúng. Hãy đón nhận những món quà của bạn ngay bây giờ và ngay tại nơi mà bạn đang ở nhé. Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng mẹ tôi rất thích chuẩn bị bữa ăn tối bằng những món thường dùng cho bữa ăn sáng. Tôi nhớ một đêm nọ rất đặc biệt, mẹ tôi chuẩn bị bữa ăn tối kiểu đó
sau một ngày dài làm việc mệt nhọc. Đêm đó, mẹ đặt một dĩa trứng, xúc xích và những chiếc bánh quy cháy xém trước mặt cha tôi. Tôi nhớ mình hồi hộp chờ xem liệu cha có để ý đến điều đó không. Nhưng tất cả những gì cha tôi làm là với lấy chiếc bánh quy, mỉm cười với mẹ và hỏi tôi hôm đó tôi học hành thế nào. Tôi không nhớ khi đó mình trả lời cha ra sao, chỉ nhớ là tôi nhìn cha phết bơ và mứt lên chiếc bánh quy cháy và nhai ngon lành. Tối đó khi tôi đứng dậy chuẩn bị rời bàn ăn, tôi nghe mẹ xin lỗi cha vì những chiếc bánh bị quá lửa. Và tôi sẽ không bao giờ quên tiếng cha đáp lại: "Em à, anh thích ăn bánh quy cháy em làm mà." Trước khi đi ngủ, tôi đến hôn cha và hỏi có phải cha thích những chiếc bánh cháy thật không. Cha ôm tôi trả lời: "Hôm nay mẹ của con đã làm việc rất căng thẳng và mẹ đã rất mệt. Và hơn nữa, bánh quy cháy thì cũng chẳng làm đau ai cả, phải không? Cuộc sống có nhiều điều không hoàn hảo, nhiều người bất thập toàn. Tôi không giỏi giang gì đặc biệt. Tôi thường quên những ngày sinh nhật và những dịp lễ kỷ niệm như bao người khác. Nhưng điều tôi học được qua thời gian là biết chấp nhận lỗi lầm của người khác và trân trọng những khác biệt của họ chính là chìa khóa quan trọng nhất để ta mở ra mối quan hệ lâu bền, gắn bó và lành mạnh. Đó cũng chính là mong ước của tôi dành cho bạn hôm nay. Mong sao bạn biết chấp nhận cái tốt, cái xấu, cái không hoàn hảo của chính mình, của mọi người trong cuộc sống. Điều này có thể áp dụng trong các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái và bạn bè." Đứng dậy và bước tới từ những gì làm bạn thương tổn, nhưng đừng quên bài học rút ra từ đó. Chỉ vì bạn đấu tranh không có nghĩa là bạn thua cuộc. Mọi thành công đều cần những cuộc chiến xứng đáng. Những điều tốt đẹp cần thời gian. Hãy kiên nhẫn và tích cực, mọi thứ đâu sẽ vào đấy. Trước mắt có thể chưa, nhưng cuối cùng rồi sẽ được. Một ông cụ chừng 80 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế dài trong nhà cùng với con trai ông chừng 45, học cao. Thình lình có một chú quạ đến đậu bên cửa sổ. "Gì thế con?" người cha hỏi con trai. "Dạ là một con quạ," con trai ông trả lời. Sau vài phút, người cha lại hỏi: "Gì thế con?" Người con trai đáp: "Cha, con đã nói rồi, là một con quạ." Một lúc sau, cha anh lại hỏi lần thứ ba: "Gì thế con?" Cậu con trai nổi nóng và lớn tiếng: "Là một con quạ, một con quạ." Sau một lúc, người cha lại hỏi lần thứ tư: "Gì thế con?" Lần này, cậu con trai quát vào mặt cha: "Tại sao cha cứ hỏi mãi một câu lặp đi lặp lại vậy? Dù con đã trả lời nhiều lần là một con quạ, cha có bị điên không?" Một lúc sau, người cha đi vào phòng ông rồi trở ra với một cuốn nhật ký nhàu cũ mà ông còn giữ từ khi con trai chào đời. Mở ra một trang, ông bảo cậu con trai đọc trang đó. Cậu con trai đọc lên những dòng sau: "Hôm nay con trai tôi lên ba, đang ngồi cùng tôi trên chiếc ghế thì một con quạ bay đến đậu bên cửa sổ. Con trai tôi hỏi tôi 23 lần đó là cái gì. Tôi trả lời con 23 lần đó là một con quạ. Tôi ôm hôn con 23 lần đầy yêu thương. Mỗi lần con lặp lại câu hỏi đó, thay vì nổi giận, tôi cảm thấy yêu con nhiều hơn." Khi đứa con trai hỏi người cha 23 lần cái gì vậy, ông không cảm thấy bực mình khi trả lời con cùng một câu hỏi. Và hôm nay, khi người cha hỏi con trai ông cùng một câu hỏi 4 lần, người con trai cảm thấy bực bội và muốn nổi điên. Vì vậy, nếu cha mẹ bạn về già, đừng cự tuyệt họ và xem họ như một gánh nặng. Hãy nói với họ những lời tử tế, nhẹ nhàng, lễ phép. Hãy độ lượng với cha mẹ. Hãy nói thật to điều này: "Tôi muốn thấy cha mẹ vui mãi. Họ đã chăm sóc cho tôi từ khi tôi còn là một đứa bé. Họ đã bất chấp mọi khó khăn để tôi được như ngày hôm nay, có địa vị trong xã hội. Tôi sẽ phụng dưỡng ba mẹ tôi theo cách tốt nhất. Tôi sẽ nói những lời tử tế và nhẹ nhàng với ba mẹ thân thương của mình, cho dù họ có hành xử ra sao đi chăng nữa." Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện này và hy vọng rằng bạn sẽ chia sẻ câu chuyện này đến tất cả những bạn bè của mình. Hãy sẵn sàng đi một mình vào những lúc nào đó. Bạn không cần ai cho phép để lớn khôn thêm. Không phải ai bắt đầu đi cùng bạn
cũng sẽ về cùng một thời gian với bạn. Và điều đó cũng bình thường thôi. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc khi chúng ta bên cạnh những người ta yêu thương nha. Một sinh viên đang tản bộ cùng với vị giáo sư nổi tiếng là Tử Tế. Đang đi thì họ bỗng thấy một đôi giày cũ nằm trên đường. Hẳn là giày của một người nghèo đang làm việc trên một cánh đồng gần đó và sắp xong công việc. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta trêu chọc người này xem sao. Chúng ta sẽ giấu đôi giày của ông ta và núp trong bụi rậm để xem ông ta phản ứng thế nào khi phát hiện ra bị mất giày." "Này chàng trai trẻ," vị giáo sư trả lời, "chúng ta không nên mua vui trên nỗi khổ của người nghèo. Cậu giàu có và có thể tự tìm trò vui cho mình bằng cách hay hơn cách này. Hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày. Chúng ta sẽ thử xem ông ta phản ứng thế nào khi phát hiện ra điều đó, được không?" Cậu sinh viên làm theo lời giáo sư và cả hai núp sau bụi cây gần đó quan sát. Người đàn ông nghèo làm xong việc, băng qua cánh đồng quay lại chỗ để áo khoác và giày. Trong khi mang áo, ông sọt chân vào giày và thấy có vật gì cứng cứng. Ông cúi xuống xem và thấy một đồng tiền. Quá sức kinh ngạc, ông nhìn chăm chăm vào đồng tiền, lật qua lật về rồi lại nhìn. Rồi ông nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Lúc bấy giờ ông mới bỏ tiền vào túi và mang tiếp chân bên kia, và ngạc nhiên gấp bội khi phát hiện ra bên kia cũng có một đồng tiền. Quá xúc động, ông quỳ gối ngước lên trời và tạ ơn người lạ mặt nào đó đã cứu vợ con mình đang không có bánh mì để ăn. Cậu sinh viên đứng bất động, nước mắt tuôn trào. "Đấy," vị giáo sư nói, "liệu cậu có vui hơn nếu cậu trêu chọc như hồi nãy không?" Cậu sinh viên đáp: "Dạ thưa thầy, thầy đã dạy cho em một bài học chắc chắn em không bao giờ dám quên. Giờ đây em đã biết ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em chưa hiểu lắm: cho đi hạnh phúc hơn nhận lại." Cuộc đời này có rất nhiều tín ngưỡng, niềm tin, tôn giáo. Tôn giáo của bạn là gì? Tôn giáo cuộc đời tôi là luôn vui vẻ. Theo George Meredith, cuộc sống sẽ đưa bạn qua những sóc nảy, bầm tím, ổ gà và mỏm đá treo leo. Đừng để những thứ đó làm gãy đôi cánh của bạn, đe dọa bạn hoặc làm lung lay niềm tin của bạn vào khả năng biến ước mơ của mình thành hiện thực. Dù quá khứ thế nào, dù bây giờ bạn đang ở đâu bây giờ đi chăng nữa, hãy hiểu rằng bạn vẫn có thể mỉm cười, có thể yêu và có thể sống thêm một lần nữa. Hãy tin rằng bạn có thể làm nên sự khác biệt ngay ở đây, ngay lúc này, với tiếng nói và câu chuyện của chính bạn. Hãy nhớ, bạn sở hữu sự đặc biệt bên trong bản thân mình. Một viện bảo tàng được lát đá cẩm thạch rất tinh tế, và ngay chính giữa sảnh ngự một bức tượng cẩm thạch khổng lồ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây đều trầm trồ trước bức tượng cẩm thạch lộng lẫy này. Đêm nọ, đá cẩm thạch nói với tượng cẩm thạch. Đá nói thế này: "Này tượng, như thế là không công bằng đâu nha. Thật là bất công. Tại sao mọi người tới đây đều dẫm lên tôi, trong khi họ ngước mắt ngưỡng mộ cậu?" "Đá thân mến, cậu có nhớ rằng chúng ta đều sinh ra từ một mỏ đá không?" "Đúng vậy. Chính điều đó lại càng làm tớ thấy bất công hơn. Chúng ta sinh ra từ một mỏ nhưng lại được đối xử khác nhau. Ôi thật bất công làm sao." "Rồi cậu có còn nhớ ngày mà nhà điêu khắc đẽo cậu, nhưng cậu từ chối không để các dụng cụ đó đẽo gọt lên mình không?" "Đúng thế, tớ vẫn nhớ. Tớ ghét gã đó. Làm sao mà cứ đem các dụng cụ đẽo lên mình tớ được? Chúng làm tớ khó chịu." "Phải, ông ta không thể làm gì với cậu được khi cậu từ chối hợp tác." "Vậy thì sao?" "Rồi thì ông ấy quyết định từ bỏ cậu và bắt đầu làm việc trên mình tớ. Tớ hiểu ngay rằng mình sẽ khác biệt sau những nỗ lực của ông ấy. Tớ không từ chối các dụng cụ, các sự đau đớn, các sự đẽo gọt. Thay vào đó, tớ chịu đựng đau đớn khi những dụng cụ đó gọt giũa vào thân mình." "Cậu thân mến, đó là cái giá của mọi thứ trong cuộc sống này. Vì cậu quyết định bỏ cuộc giữa chừng, cậu không thể oán trách vì sao hôm nay người ta lại dẫm lên cậu." Bạn càng gặp nhiều khó khăn trong đời, bạn càng được trui rèn
và tích lũy được những bài học cho tương lai. Đừng nản lòng trước khó khăn và thất bại. Bạn không thể thay đổi quá khứ. Quá khứ có thể tốt, nhưng hiện tại lại tốt hơn, và tương lai sẽ là tốt nhất. Câu chuyện số 25. Một người đàn ông đang ngồi trên tàu cùng cậu con trai 25 tuổi. Tàu chuẩn bị rời ga, hành khách đã ngồi vào chỗ. Khi tàu bắt đầu lăn bánh, chàng trai trông đầy hứng khởi và tò mò. Cậu ngồi ngay cạnh cửa sổ, đầy phấn khích. Cậu thò tay ra ngoài và cảm nhận không khí lướt qua. Cậu hét lên: "Ba ơi, nhìn kìa, cây cối chạy ra sau hết." Người đàn ông mỉm cười và vui với cảm xúc của cậu con trai. Ngồi bên cạnh cậu thanh niên là một cặp vợ chồng nãy giờ ngồi chứng kiến cảnh tượng. Họ cảm thấy hơi khó hiểu về thái độ của một chàng trai 25 nhưng hành xử như một đứa con nít. Chàng trai lại bỗng dưng la to: "Ba ơi, nhìn chuồng súc vật kìa, mày như đang vần quanh tàu." Cặp vợ chồng nhìn chàng trai trẻ với vẻ không đồng tình. Lúc này trời bắt đầu mưa và vài giọt nước rơi xuống tay chàng trai. Đầy vui mừng, cậu nhắm mắt và lại la to: "Ba ơi, xem này, trời mưa, nước mưa rơi trên tay con, nhìn này ba." Cặp vợ chồng không nhìn được nữa, họ quay sang hỏi người đàn ông: "Sao ông không đưa cháu đi bác sĩ và cho nó theo chữa trị đi?" Ông đáp: "Vâng, chúng tôi vừa từ bệnh viện về đây, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên con tôi nhìn thấy được ánh sáng trong đời." Bài học là gì? Bài học ở đây là đừng vội kết luận khi bạn chưa biết hết ngọn nguồn câu chuyện. Hãy tiễn những lời biện hộ lên đường. Đó là những thứ khiến bạn mắc kẹt trong quá khứ, vốn không thể thay đổi, trong khi tương lai thì không thể đoán trước. Hãy từ bỏ những chiếc bánh xe phụ, những bức tường vô hình bao quanh bạn, giữ bạn lại trong vùng nước cạn quen thuộc và an toàn. Một thầy giáo kinh nghiệm đã quá mệt mỏi với những lời kêu ca từ người tập sự, đã tới lúc phải dạy cho cậu ta một bài học. Sáng nọ, ông bảo cậu ta đi lấy muối. Khi trở về, ông bảo cậu bỏ nạm muối vào trong một ly nước rồi uống. "Vị ra sao?" ông hỏi. "Dạ mặn đắng ạ." cậu tập sự trả lời. Ông cười rồi nói cậu tập sự mang nắm muối tương tự và bỏ vào trong cái hồ. Hai người đi bộ trong im lặng đến bên hồ và người tập sự lại ném nắm muối xuống hồ. Người thầy nói: "Bây giờ cậu hãy uống nước trong hồ thử xem." Cậu tập sự vốc một ngụm nước lên uống. Ông hỏi: "Vị ra sao?" "Dạ không có vị ạ." cậu tập sự trả lời. "Cậu có thấy mặn không?" ông thầy lại hỏi. "Dạ không ạ." cậu đáp. Và lúc này ông thầy đến bên cậu nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng giải thích: "Nỗi đau của cuộc đời như muối tinh khiết vậy, không hơn không kém. Số lượng nỗi đau trong đời sẽ không thay đổi, nhưng độ đắng chúng ta nếm được lại phụ thuộc vào nơi chúng ta đặt nỗi đau. Cho nên mỗi khi cậu đau khổ, điều duy nhất cậu có thể làm là khuếch trương khoang chứa của cậu. Đừng làm chiếc ly, hãy là một cái hồ." Có những người luôn có cảm giác lo sợ, ghen tuông, ganh tị với con người bạn và những gì bạn có. Một số người lại không mong muốn gì cho bản thân, không tham vọng, không có động lực để làm những điều mới mẻ. Họ thậm chí không biết phải thay đổi thế nào hoặc không muốn thay đổi. Họ sẽ từ chối mọi nỗ lực của bạn khi bạn muốn thay đổi cách họ suy nghĩ, cách sống của họ. Nếu bạn giữ những người này trong đời mình, bạn có thể héo mòn đi cùng với giấc mơ, tài năng và thiên hướng của mình. Hãy quyết định rằng cuộc đời của bạn rất có ý nghĩa. Những ước mơ và mục tiêu của bạn rất quan trọng, không thể để cho người khác thỏa hiệp hay đánh cắp. Cần can đảm để tạo ra một cuộc đời khác biệt và cách ly với những người không giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn. Bạn biết họ là ai? Hãy can đảm làm những gì bạn biết để nâng cao bản thân, đưa cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới. Đừng chần chừ, vì bạn xứng đáng.
Một người đàn ông đang khám phá hang động trên bãi biển. Trong một cái hang, ông ta tìm thấy một chiếc túi vải, trong đó chứa đầy những hòn đất sét đã khô cứng. Có vẻ như ai đó đã vo tròn những hòn đất sét và phơi dưới nắng cho khô. Nhìn cũng vui mắt nên ông ta nhặt cái túi và đem ra khỏi hang. Khi đang đi dọc bãi biển, ông ta ném từng hòn một xuống biển. Ông ta hầu như ném một cách vô thức, cho tới khi đánh rơi một hòn xuống và nó bể, lộ ra một viên đá rực rỡ và quý giá. Quá phấn khích, ông ta bắt đầu đập bể những hòn còn lại và khám phá ra rằng mỗi hòn đều chứa viên đá quý như nhau. Ông ta kiếm được hàng ngàn đô la khi bán 20 viên đá còn lại và sững người khi nghĩ lại việc mình đã ném xuống biển chừng 50-60 hòn đất sét giấu trong mình những viên ngọc và đã lỡ cơ hội kiếm được một số tiền lớn. Cũng như thế với con người, khi nhìn thấy ai đó, thậm chí cả bản thân mình, chúng ta thường thấy lớp vỏ đất sét bên ngoài mà không nhìn thấy sâu bên trong. Lớp vỏ đất sét không đẹp hay lấp lánh gì nên chúng ta thường coi nhẹ. Chúng ta thường xem nhẹ những người có vẻ bề ngoài không sang trọng, có phong cách, nổi tiếng hay giàu có. Nhưng chúng ta không có thời gian để tìm ra kho báu thật sự được giấu bên trong con người họ. Ai cũng là độc nhất, là duy nhất, luôn có kho báu trong mỗi con người. Nếu hỏi Thượng Đế chỉ cho ta thấy con người đó theo cách Ngài thấy, thì lúc đó lớp đất sét sẽ được bóc ra và viên ngọc lấp lánh sẽ tỏa sáng. Cầu mong cho chúng ta không bỏ lỡ kho báu này trong quan hệ bạn bè, bởi vì ngọc đang được giấu trong đất sét. Chỉ vì ai đó chối từ bạn không có nghĩa là bạn chối từ luôn cả bản thân mình. Chỉ vì ai đó thiếu tôn trọng với bạn hoặc đối xử không tốt với bạn không có nghĩa là mọi người đều như thế với bạn, và cũng không có nghĩa là bạn hành xử y lại như vậy với họ. Sự thật là cách người khác đối xử với chúng ta không liên quan gì đến chúng ta, chỉ là họ với cuộc chiến, sự bất an và giới hạn của chính họ mà thôi. Bạn đừng bao giờ để cho phán xét của người khác trở thành con người thật của mình. Bạn không thể kiểm soát được những gì người khác nói cũng như cách họ hành xử, nhưng bạn luôn chọn được cách đối xử với chính mình, với họ. Bạn có thể chọn giao du với ai và để cho ai đó rời khỏi danh sách bạn bè của mình. Và bất chấp hoàn cảnh nào, bạn vẫn có thể chọn tin tưởng vào chính mình và giá trị của mình. Bởi vì vào cuối ngày, cố gắng để làm hài lòng người khác sẽ khiến bạn kiệt sức. Dù bạn có thay đổi ra sao hoặc trở thành người như thế nào, thì luôn có những người không ủng hộ bạn. Do đó, thay vì dồn hết năng lượng để trở thành người như người khác muốn, hãy cho phép bản thân được thật sự là chính mình đi và hiểu rằng bạn là ai. Vậy là đủ rồi. Người tâm đầu ý hợp sẽ tìm ra con đường đến với cuộc đời bạn. Đó là những người sẽ yêu thương và chấp nhận con người thật sự của bạn với tất cả tấm lòng vô điều kiện. Họ là những người ý nghĩa với bạn, còn lại thì nên buông bỏ. Lần nọ, Đức Phật đi hành hương cùng với các đệ tử. Cuộc hành hương chỉ mới bắt đầu vài ngày. Họ đi ngang qua một hồ nước và Đức Phật nói với đệ tử: "Ta khát quá, hãy xuống hồ mang cho ta ít nước lên đây." Đệ tử xuống hồ và thấy người ta đang giặt áo quần ở trong hồ, rồi một chiếc xe bò lội ngang qua hồ. Nước trở nên đục ngầu. Anh ta quay trở về và thưa với Đức Phật: "Dạ, nước ở trong hồ bẩn lắm, con nghĩ là không uống được." Nửa giờ sau, Đức Phật lại kêu người đệ tử hồi nãy trở lại hồ để lấy nước. Người đệ tử ngoan ngoãn trở lại hồ. Lần này, anh ta thấy nước hồ trong veo, bùn đã lắng xuống và nước bên trên có thể dùng để uống. Anh ta múc một ít mang về cho Đức Phật. Đức Phật nhìn vào ca nước và rồi Ngài ngẩng đầu lên nói với đệ tử: "Hãy xem vì sao nước trong như vậy, còn cứ để tự nhiên và bùn sẽ tự nó lắng xuống. Rồi con sẽ có nước sạch, tâm hồn con cũng như thế. Khi bị khuấy động, cứ để tự nhiên như thế. Chờ thêm ít thời gian, bùn sẽ tự lắng xuống. Con không cần bất cứ nỗ lực nào để làm nó lắng dịu cả. Nó sẽ tự lắng dịu." Đức Phật có nói: "Sự an lạc trong tâm hồn là một quá trình không cần nỗ lực nào. Khi ta có được sự an lạc bên trong, điều đó sẽ tỏa ra bên ngoài, nó sẽ lan tỏa quanh ta và nơi ta sống."
sau khi thắng một vài cuộc thi bắn cung, nhà vô địch trẻ và khá kiêu ngạo thách đấu bậc thầy nổi tiếng về tài bắn cung. Anh thanh niên đã thể hiện trình độ kỹ thuật tuyệt hảo khi bắn trúng ngay chính tâm trong lần bắn đầu tiên và hai mũi tên cùng trúng đích trong lần bắn thứ hai. Rồi, anh ta nói với bậc cao thủ, coi coi liệu ông có bắn trúng hay không. Im lặng vì cao thủ già không dương cung, mà nhẹ nhàng bảo chàng thanh niên theo ông lên núi. Tò mò về ý định của đồng nghiệp đi trước, nhà vô địch theo chân ông lên núi cho tới khi họ tới một vực sâu đầy cây cối. Bình tĩnh bước qua giữa cây cầu không mấy chắc chắn và lung lay, vị cao thủ già nhắm một ngọn cây phía xa, dương cung, trúng phốc. Bây giờ tới lượt cậu, ông nói và nhẹ nhàng đứng sang một bên, nhìn chăm chăm đầy kinh sợ vào vực sâu như vô đáy phía dưới. Chàng trai trẻ còn không dám bước tới, nói gì đến việc dương cung. Cậu có nhiều kỹ năng với chiếc cung, bậc cao thủ nói, cảm nhận được sự khó xử của người thách đấu. Nhưng cậu thiếu kỹ năng về tinh thần bắn cung. Tài năng thật sự là khi có thể áp dụng những kỹ năng của bạn trong tình huống bất lợi nhất, không sợ hãi, nhục chí hay nghi ngờ. Qua những câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ sống có một lần, không có cơ hội được sống lại lần thứ hai chính vào cuộc đời này. Lập kế hoạch cuộc đời mình rất quan trọng. Nếu không, bạn chỉ mãi trôi theo một dòng chảy mặc định, khám phá bản thân, giá trị, nhu cầu của bạn và nơi bạn sẽ tìm được sự toại nguyện trong cuộc sống, khám phá những ước mơ của bạn, suy nghĩ thật kỹ về những điều bạn muốn làm trong cuộc đời. Những chọn lựa làm nên cuộc đời bạn, tập trung vào những ước mơ quan trọng nhất, đề ra những mục tiêu lớn, đặt ra những mục tiêu để đạt được giấc mơ của mình, tạo ra thành công, lên kế hoạch để việc đạt mục tiêu trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của bạn. Không nên mất thời gian để hối tiếc quá khứ một cách vô ích hoặc than phiền về những thay đổi khiến ta khó chịu, vì thay đổi là sự tất yếu của cuộc sống. Sẽ luôn luôn có một tình huống, một hoàn cảnh nào đó trong đời mà chúng ta cần phải vượt qua. Luôn luôn, đó chỉ là một sự kiện trong đời. Chúng ta không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, nhưng chúng ta có thể làm chủ được phản ứng của mình trước những gì xảy ra. Với thái độ của mình, chúng ta có thể làm chủ được thái độ, chọn lựa và quyết định. Đừng làm mình bị tê liệt vì những nỗi đau người khác mang đến. Hiểu giá trị của mình, bạn có sức mạnh bên trong để ngẩng cao đầu. Vậy thì hãy làm điều đó đi. Hiểu rằng bạn không làm chủ được phản ứng của người khác, bạn chỉ làm chủ được hành động và phản ứng của mình. Hiểu rằng dù bạn có đau khổ thì bạn vẫn có khả năng kiểm soát cảm xúc để biến mọi thứ xung quanh theo cách bạn suy nghĩ. Trong cuộc sống, bạn có thể làm chủ được cách ứng xử, tinh thần, niềm tin, suy nghĩ, quyết định của mình. Nhớ, luôn luôn nhớ rằng điều này sẽ mang đến sự tự do cho bạn, được là chính mình để sống cuộc đời của chính mình. Không ai, hoặc bạn không được để cho ai lấy mất những điều đó từ bạn. Đó là sức mạnh của bạn, đó là năng lực của bạn. Điều đó phụ thuộc vào bạn, chứ không phải là một ai khác. Hãy sở hữu nó, làm chủ nó đi, làm chủ cuộc đời của mình đi. Và cũng đừng bao giờ thôi mơ, đừng bao giờ thôi tin, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù khó khăn đến đâu, mọi thứ cũng chỉ là bề ngoài. Chúng ta đừng bao giờ để cho thử thách và nỗi đau, khó khăn và vật cản ngăn chúng ta không đạt được tiềm năng của mình, cũng như đừng để những điều đó làm ta nản lòng, mất hết hy vọng. Ai cũng có thể trốn chạy, điều đó quá ư dễ dàng. Đối diện khó khăn và giải quyết chúng, đó mới chính là điều khiến cho chúng ta mạnh mẽ. Bạn sẽ hiểu rằng mình đã quyết định đúng khi bạn thấy bình an trong lòng. Đừng nghe theo những gì người khác bảo bạn phải làm. Hãy bắt đầu lắng nghe trái tim mình. Chỉ có vài người trong đời thật lòng với bạn thôi, và bạn hãy là một trong số họ. Hãy lắng nghe tiếng nói con tim, tâm hồn của chính mình. Quá nhiều người đã nghe lời của người khác thay vì của chính họ. Tận sâu trong lòng, bạn hiểu được bạn muốn gì. Đừng để ai khác quyết định thay cho bạn, cho cuộc đời bạn. Hãy hứa với bản thân phải mạnh mẽ, để không có gì làm xáo động sự bình yên trong tâm hồn bạn. Hãy nhìn mặt tươi sáng của mọi vật và biến niềm lạc quan của bạn thành hiện thực. Hãy chỉ nghĩ về điều tốt đẹp nhất, phấn đấu cho điều tốt đẹp nhất và mong chờ điều tốt đẹp nhất. Hãy sống bằng niềm tin rằng cả thế giới sẽ luôn bên bạn
khi bạn sống thật với những điều tốt đẹp nhất trong con người bạn. Hãy luôn là chính mình. Luôn có thứ bạn có thể làm tốt hơn người khác. Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong và can đảm nghe theo. Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó. Và điều tiếp theo là dừng lại. Hãy để họ tự lo liệu. Hãy bỏ đi, hãy rời khỏi. Không phải như thế nghĩa là bạn từ bỏ, cũng không phải bạn không cố gắng, mà điều đó có nghĩa là bạn phải định ra được giới hạn của sự kiên định và sự thất vọng. Điều gì thật sự của bạn cuối cùng cũng sẽ thuộc về bạn, và điều gì không thì dù bạn có cố gắng nhiều mấy đi nữa cũng sẽ không thuộc về bạn. Bạn chắc hẳn từng nghĩ rằng bước từng bước nhỏ thì trông có vẻ tầm thường. Sai. Bước từng bước nhỏ theo đúng hướng thì tốt hơn là đứng yên. Tiếp tục tiến tới và bạn sẽ vượt qua những chướng ngại vật mà đã từng đánh bại bạn trước đó. Cho dù bạn chưa thấy được hiệu quả ngay tức thì đừng vội bỏ cuộc. Bởi vì mỗi bước đi của bạn sẽ tiến về phía mục tiêu vẫn đang tác động đến bạn bằng những cách bạn không bao giờ tưởng tượng ra. Một cuộc đời ý nghĩa không phải là giàu có, nổi tiếng, học hành cao và hoàn hảo. Một cuộc đời ý nghĩa là sống thật với bản thân, nhún nhường, chia sẻ bản thân và quan tâm tới mọi người. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể sống một cuộc đời mãn nguyện, hạnh phúc và trọn vẹn. Cũng như vậy, sự bình an trong tâm hồn là một giá trị quan trọng. Bạn sẽ biết mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn còn nhận ra rằng bạn được yêu thương, cho dù bạn có làm gì. Bất cứ lúc nào bạn còn cảm thấy mình phải biết tri ân những ân sủng của người khác đã dành cho bạn. Và bất cứ lúc nào bạn còn cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của người khác. Hãy coi trọng niềm vui. Bạn sẽ biết rằng mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn cảm thấy vui vẻ. Đi làm mà tâm trạng vui vẻ như đi chơi. Và bất cứ sáng nào bạn thức giấc mà lòng còn cảm thấy biết tri ân những ân sủng mà bạn đã nhận được, những cái đẹp quanh bạn và những con người trong đời sống của bạn. Hãy xem trọng sức khỏe. Bạn sẽ biết mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn đối xử với thân thể của mình bằng một thái độ tôn trọng và mến yêu. Như Đức Dalai Lama đã nói rằng: "Tôi đoán rằng cốt lõi của vấn đề là chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao, và điều duy nhất chúng ta thật sự có là ngay lúc này đây. Vì vậy, đừng tức giận quá lâu. Học cách tha thứ, yêu hết lòng, tận hưởng niềm vui. Sống theo cách bạn muốn. Đừng lo lắng rằng người khác không thích bạn. Vui với những người thích bạn. Mỗi ngày, hãy thức dậy với ý nghĩ rằng hôm nay tôi thật may mắn thấy mình còn được sống trong cuộc đời này. Tôi có một cuộc đời quý giá. Tôi sẽ không lãng phí nó. Tôi sẽ dùng toàn bộ năng lượng để phát triển bản thân, trải lòng với mọi người. Tôi sẽ nghĩ tốt về người khác. Tôi sẽ không nổi giận hay nghĩ xấu về người khác. Tôi sẽ giúp đỡ người khác hết sức mình. Ta không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng ta có quyền được chọn cách mình sống."